Kính thưa quý vị, Cristiano Ronaldo được cho là đã đề nghị đầu quân cho Barcelona sau khi ngày càng thất vọng ở Manchester United. Ở một diễn biến khác, Quỷ Đỏ đã gia nhập cuộc đua giành ngôi sao của Leeds United. Cristiano Ronaldo được cho là đã đề nghị sự phục vụ của anh ấy cho Barcelona sau khi ngày càng thất vọng ở Manchester United. Ở một diễn biến khác, Quỷ Đỏ đã gia nhập cuộc đua giành ngôi sao của Leeds United. Chân sút người Bồ Đào Nha muốn gia nhập Barcelona sau khi ngày càng thất vọng ở Manchester United. Theo Mundo Deportivo, cầu thủ 5 lần giành quả bóng vàng gia nhập Man United vào mùa hè năm 2021 và có phong độ tốt cho đến nay. Tiền đạo 36 tuổi đã ghi 13 bàn và lập thêm 2 bàn sau 19 trận cho Quỷ Đỏ. Tuy nhiên, Ronaldo không bị thuyết phục bởi chiến thuật của huấn luyện viên tạm quyền Ralf Rangnick. Cầu thủ người Bồ Đào Nha cũng kinh hoàng trước phong độ tệ hại của Man United, với câu lạc bộ đang mòn mỏi ở vị trí thứ 7 tại Premier League. Người chiến thắng quả bóng vàng 5 lần được cho là đang tìm cách chấm dứt mối quan hệ với Quỷ Đỏ. Ronaldo đã gửi một tin nhắn tới tân huấn luyện viên của Barcelona, Xavi, với Gerard Piqué làm trung gian. Người đại diện của cầu thủ Joao Mendes cũng đã bắt đầu các cuộc đàm phán với Joan Laporta để tạo điều kiện thuận lợi cho việc chuyển đến Camp Nou của anh ấy. Blaugrana đang rất cần một tay săn bàn mới và cầu thủ người Bồ Đào Nha tin rằng anh ấy có thể phù hợp với việc này. Tuy nhiên, vẫn chưa rõ liệu các đại gia La Liga có đủ tài chính để hoàn tất một động thái hay không, đặc biệt là sau khi đầu tư vào Ferran Torres. Ronaldo sẽ không hề rẻ vì anh ấy còn hợp đồng với Manchester United tới năm 2023. Nhưng nếu Quỷ Đỏ cứ tiếp tục thi đấu như thế này, Rangnick có thể khó giữ chân cầu thủ 36 tuổi. Điều gì cũng có thể xảy ra, như khi Ronaldo dời chót quay xe khỏi Juventus để đầu quân cho đội bóng cũ MU ngay trước khi thị trường chuyển nhượng mùa hè đóng cửa. Bạn có video hấp dẫn, bạn bắt gặp được những khoảnh khắc độc đáo, hãy gửi về pho@pháp luật tb.vn để nhận ngay quà tặng và nhuận bút hấp dẫn.